Thuở ban sơ, thế giới là nơi nguy hiểm. Ngoài trừ một thung lũng bình yên. Một chút nữa thôi, hất nớp. Được rồi. Đây là bộ tộc của Duck. Họ đang ở đỉnh cao thời kỳ đồ đạc. Một con thỏ. Như một thời đại mới đang hé dạng. Thời kỳ đồ đá đã chấm dứt. Thời kỳ đồ đồng muôn năm. Nick Park, người đã sáng tạo ra Wallace and Gromit và tiểu đội gà bay, đến một thế giới mới thật huy hoàng. Bánh mì lát, đó là điều hay nhất từ trước tới giờ. Ok. Ông hãy để cho bộ tộc của tôi được yên. Ôi, nói cái gì? Hắn nói là hãy... Ta nghe được hắn nói gì? Ông chiếm nhà chúng tôi thách thức ông. Vụ thúng lũng à? Anh là một người tiền sự rất can đảm và hơi ngu. Loại má thuộc gì vậy trời? Để tôi giúp. Đây là Guna, cô ấy sẽ giúp chúng ta cùng giành lại thung lũng này. Nhận vũ khí nè. Để cứu quê nhà. Nhỏ thiệt nha. Họ phải trở nên mạnh mẽ. Họ có thể giỏi, nhưng các anh sẽ thắng họ. Can đảm. Cái nơi này nó hơi nguy hiểm đó nha. Và làm đến nơi đến chốn. Quý vị cái giống gì vậy sao này phành được? Thưa ngài. Tiến lên nào mọi người, hãy cho chúng thấy ta có gì. Ngôi làng tiền sử. Kỷ phát thư có mặt. Một con chim đưa thư. Ông liệu hồn đừng để mơ đừng giữ cho kỹ. CJCCP hân hạnh phát hành 16 tháng 2, 2018.